Chào mừng tất cả các học viên đến với khóa học phân tích hệ thống đo lường Measurement System Analysis, viết tắt là MSA, dựa theo phiên bản số 4 của AAG. Và giáo trình này của tôi thì được triển khai toàn bộ trên Excel với các phần lý thuyết và tính toán với các loại biểu mẫu, thì tất cả các biểu mẫu sẽ được cung cấp cho học viên trong khóa học. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đây là nội dung toàn bộ khóa học phân tích hệ thống đo lường. Và chúng ta có phần số 1 là giới thiệu về phân tích hệ thống đo lường, các khái niệm của nó. Phần số 2 là phần thống kê. Thì đây ta sẽ nghiên cứu một số cái tính toán mà nó được áp dụng trong các cái nội dung phân tích của cái giáo trình này. Phần số 3 là đánh giá cho dụng cụ đo. Thì trong phần đánh giá cho dụng cụ đo này, ta sẽ học các cái phương pháp, ví dụ như là đánh giá phần tính ổn định, stability, đánh giá sự dao động, repeatability, hay còn gọi là Gauge Taiwan, phân tích độ lệch, bias, hoặc là phân tích độ tuyến tính, Gauge Linearity. Sang phần số 4, thế là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần đánh giá và phân tích hệ thống đo lường. Phần số 3 là dụng cụ đo lường, còn phần số 4 sẽ là hệ thống đo lường. Phân tích và đánh giá hệ thống đo lường cho cái phương pháp đo mà có lặp lại, hay ta có thể nói rằng là nó đo không phá hủy, tức là cái phần vật phẩm ta đo có thể một lần, đo được hai lần, đo được ba lần mà nó không bị hỏng. Và phân tích đánh giá hệ thống đo lường cho cái phương pháp đo là không lặp lại, ví dụ đo phá hủy hoặc là cái vật nào mà khi ta đo lần một lần thôi, nó làm thay đổi tính chất rồi, lần sau đo sẽ không giống như lần một nữa, vậy ta sẽ không thể đo lại hai lần được, hay không thể lặp lại được, thì ta dùng cái phương pháp gọi là Gauge ANOVA nested, còn phần trên nó gọi là Gauge ANOVA cross. Và đến cái phần ta phân tích đánh giá hệ thống đo lường cho định tính, thì trong cái quá trình đánh giá đo lường chúng ta thì nó có cả có những cái kiểm tra về đánh giá và định tính, ví dụ như kiểm tra ngoại quan vân vân đấy, thì ta sử dụng những cái phương pháp này, nó được gọi là Gauge Study Attribute Agreement. Và phần số 5 là những câu hỏi thường gặp. Thì ở trạng thái tổng quan, đây là toàn bộ nội dung của khóa học.